Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo về chủ đề so sánh lực lượng quân sự của 5 phút thôi. Như ở video trước, chúng ta có nói đến Cộng hòa Tiệp Khắc, một trong 6 quốc gia được chia tách từ đế quốc Áo Hung sau Thế chiến 1, gồm Vương quốc Hungary, đệ nhất Cộng hòa Áo, đệ nhất Cộng hòa Tiệp Khắc, đệ nhị Cộng hòa Ba Lan, Vương quốc Nam Tư và hầu hết các yêu sách lãnh thổ của Vương quốc Romania. Nhưng đến năm 1993, khi sự chú ý của quốc tế tập trung vào cuộc xung đột đẫm máu ở vùng bán đảo Balkan, thì tiệp khắc lại lặng lẽ chia tách làm hai quốc gia trong hòa bình, hình thành nên hai nước cộng hòa là Cộng hòa Séc và Slovakia. Trong đó, Cộng hòa Séc tiếp tục kế thừa tiệp khắc về mặt pháp lý. Cụ thể là chỉ có 37% người Slovak và 36% người Séc ủng hộ sự chia tách này. Các vấn đề kinh tế và khả năng lãnh đạo kém cỏi là những nguyên nhân chính của sự phân ly ở Tiệp Khắc. Phía Cộng hòa Séc họ có nền kinh tế phát triển hơn, nhưng họ không muốn trợ cấp dài hạn cho bang Slovakia còn phía Slovakia thì lại không muốn làm theo chính sách của Séc. Như vậy, sau hơn một phần tư thế kỷ, thì nền kinh tế Slovakia liệu có đuổi kịp Cộng hòa Séc và nền quân sự của hai quốc gia này được đầu tư tới mức nào? Hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video này nhé! Trước tiên chúng ta tìm hiểu về địa lý, dân số và kinh tế. Séc, tên chính thức là Cộng hòa Séc. Về mặt địa lý, Cộng hòa Séc là quốc gia không giáp biển, nằm ở khu vực Trung Âu, còn theo phân loại của Liên hiệp quốc thì nước này thuộc khu vực Đông Âu. Cộng hòa Séc có thủ đô là Praha, là quốc gia có diện tích tầm trung ở châu Âu và lớn thứ 116 trên thế giới, với 78.865 km vuông, chỉ bằng diện tích của khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ của Việt Nam. Slovakia, tên chính thức là Cộng hòa Slovakia, là một quốc gia không giáp biển thuộc khu vực Đông Âu. Thủ đô của quốc gia này là Bratislava quốc gia này có diện tích là 49.037 km vuông, đứng thứ 128 thế giới về diện tích. Để dễ hình dung thì năm tỉnh Tây Nguyên của chúng ta có diện tích là 54.700 km vuông. Theo số liệu năm 2019, Slovakia chỉ có 5.454.070 người, xếp hạng 115 thế giới. Trong khi đó, Cộng hòa Séc có dân số gấp đôi, xếp hạng 86 thế giới với 10.669.710 người. Về kinh tế, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2019, kinh tế Slovakia là một nền kinh tế tiên tiến và nước này được gọi là một con hổ ta cha trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2008. Slovakia có tổng sản phẩm quốc nội đạt 105 tỷ 422 triệu đô la Mỹ và xếp hạng 61 thế giới về kinh tế. Bình quân GDP đạt 19.329 đô la Mỹ một người và có đơn vị tiền tệ là euro. Còn Cộng hòa Séc Nước này là một trong những nền kinh tế ổn định nhất và thịnh vượng thời hậu chiến tranh lạnh ở châu Âu, có tổng sản phẩm quốc nội đạt 246 tỷ 489 triệu đô la Mỹ, xếp hạng 47 thế giới. Bình quân GDP đạt 23.102 đô la Mỹ một người và có đơn vị tiền tệ là Corona Séc. Trong khi tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam là 330 tỷ đô la Mỹ, nhưng bình quân GDP chỉ đạt 3.416 đô la Mỹ một người. Về quân sự, số liệu năm 2020. Slovakia có nền quân sự đứng ở vị trí 58 trên bảng xếp hạng. Còn Cộng hòa Séc thì lại có nền quân sự vượt trội hơn, do được kế thừa từ tiệp khắc, hiện đứng ở vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng. Dưới đây là những con số về sức mạnh quân sự của hai quốc gia này. Về ngân sách quốc phòng Slovakia là thành viên của NATO. Ngân sách quốc phòng cho năm 2020 là 2 tỷ 122 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 69 thế giới về chi tiêu quân sự tương đương mức 2% tổng sản phẩm quốc nội mà NATO yêu cầu. Trong khi đó, Cộng hòa Séc, nước này cũng là thành viên của NATO, nhưng chi tiêu cho ngân sách quốc phòng năm 2020 khá khiêm tốn, chỉ hơn 1% tổng sản phẩm quốc nội với 2 tỷ 969 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 59 thế giới về chi tiêu cho quân sự. Về quân số, Slovakia là quốc gia có dân số thấp nên chỉ duy trì 16.000 quân thường trực trong khi Séc có số quân thường trực nhiều hơn, với 25.000 quân thường trực. Và cả hai quốc gia này đều không có quân dự bị. Về không quân, không quân Slovakia sở hữu lượng máy bay khá ít. Với 10 máy bay chiến đấu, toàn bộ là MiG-29 từ thời Liên Xô. Hiện nay quốc gia này cũng đang đặt thêm 14 chiếc F-16 Fighting Falcon từ Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có 7 vận tải cơ và 21 trực thăng. Còn không quân Cộng hòa Séc hiện sở hữu lượng máy bay nhỉnh hơn, bao gồm 12 máy bay chiến đấu, toàn bộ là dòng máy bay GAS-39 Gripen, được thuê từ Thụy Điển đến năm 2027. 16 máy bay tấn công, do Cộng hòa xét tự sản xuất. Ngoài ra còn có 8 vận tải cơ, 44 chiếc trực thăng và 15 trực thăng tấn công. Về lục quân Hiện tại, lục quân Slovakia đang sở hữu rất ít xe tăng. Với 20 xe tăng chiến đấu, với dòng tăng T72M1 do Liên Xô kết hợp với tiệp khắc sản xuất. Ngoài ra, lục quân nước này cũng sở hữu 661 xe bọc thép chiến đấu. Số lượng pháo cũng rất hạn chế, với 16 pháo tự hành, 9 pháo kéo và 25 dàn phóng tên lửa bắn loạt. Về phía Cộng hòa Séc, quốc gia này sở hữu trang thiết bị vượt trội so với Slovakia, với 116 xe tăng chiến đấu, trong đó có 30 chiếc tăng T72M4CZ sản xuất trong nước. 86 chiếc tăng T-72M1 sản xuất từ thời còn là tiệp khắc. Ngoài ra còn có 682 xe bọc thép chiến đấu, 86 pháo tự hành và 85 pháo kéo. Là quốc gia nội lục nên hai quốc gia này không có lực lượng hải quân. Về dầu mỏ Slovakia có chất lượng dầu mỏ khá khiêm tốn. Nước này có chất lượng dầu mỏ chỉ 9 triệu thùng, ở vị trí 82 trên bảng xếp hạng. Một ngày nước này tiêu thụ 82.000 thùng dầu, nhưng chỉ khai thác được 200 thùng dầu. Còn Cộng Hòa Séc hiện có chất lượng dầu đã được chứng minh là 15 triệu thùng, đứng ở vị trí 78 trên bảng xếp hạng. Mỗi ngày nước này tiêu thụ tới 200.000 thùng dầu, và chỉ khai thác được 2.000 thùng dầu một ngày. Về sân bay Trong khi cả khu vực Tây Nguyên chỉ có 3 sân bay đang hoạt động, thì hiện tại Slovakia đang sở hữu tới 33 sân bay. Cộng hòa Séc có số lượng sân bay gấp 4 lần Slovakia, với 128 sân bay đang hoạt động. Và hai quốc gia này đều không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kết luận, hiện giờ cả Cộng hòa Séc và Slovakia đều là thành viên của NATO và EU. Hiện tại thì không mấy ai thảo luận về việc tái thống nhất nữa. Kể từ khi chia tách, Slovakia đã tiếp tục thu hẹp khoảng cách giàu nghèo bằng cách mở rộng cơ sở sản xuất của riêng mình sử dụng ưu đãi thuế để mang về những khoản đầu tư lớn từ nước ngoài và trong quá trình đó trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo đầu người. Từng được coi là quốc gia anh em nghèo kém hơn của Cộng hòa Séc thì hiện tại GDP bình quân đầu người của Slovakia đã bằng 84% của Cộng hòa Séc. Còn các bạn thấy nền kinh tế và quân sự của hai quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nhé